Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay của mình. Lời đầu tiên xin cho mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của mình rất là nhiều. Và để thay lời cảm ơn, bên mình hôm nay sẽ có những món quà tri ân gửi đến quý anh chị và các bạn. Những người mua bất cứ một sản phẩm nào, một combo nào đều có quà gửi đến quý anh chị và các bạn. Thì để không làm mất thời gian của mọi người, bên mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Đó chính là một combo gồm 3 sản phẩm, mà combo này bên mình đang bán rất chạy luôn các bạn nhé. Combo này sẽ gồm 3 sản phẩm, đó là phân bón lá LPK 63030, Super Kali và một hộp nọ B1, để giúp anh chị và các bạn có thể vừa kích hoa, chăm hoa nó lâu tàn hơn và dưỡng hoa tốt hơn. Thì combo này sẽ gồm 3 sản phẩm và với có cái giá là 110.000 đồng. 110.000 đồng này thì nếu mà các bạn để ý ở tất cả các video trước, mình cũng đã bán cái combo này với giá 110.000 đồng. Nhưng trong riêng ngày hôm nay, nếu quý anh chị và các bạn mua combo này với giá 110.000 đồng bao ship, bên mình sẽ tặng thêm một gói siêu đen đỏ. Gói siêu đen đỏ này bình thường sẽ có giá là 10.000 đồng các bạn nhé. Nhưng trong video ngày hôm nay sẽ được tặng thêm một gói siêu đen đỏ giá không đổi, vẫn là 110.000 đồng bao ship các bạn nhé. 110.000 đồng bao ship ạ. Đó là combo đầu tiên. Và ngoài những loại phân thuốc mà các bạn đang thấy trên màn hình, bên mình còn đang có những dòng phân tán chậm. Đầu tiên đó sẽ là những dòng phân phân dê. Đó sẽ là những gói phân dê như thế này. Những gói phân dê như này sẽ bao gồm 15 túi nhỏ ở bên trong. Một gói này sẽ có giá là 45.000. Khi các bạn mua 3 gói sẽ được miễn phí ship. Và trong tất cả các video trước các bạn cũng đã thấy, nếu các bạn mua 3 gói sẽ hoàn toàn được miễn phí ship. Nhưng trong riêng video này, ngoài việc được miễn phí ship ra, các bạn còn được tặng thêm cái gì ạ? Một gói siêu đen đỏ cộng với 10 cái kẹp bướm như thế này để các bạn có thể chăm hoa Tết các bạn nhé. Giá không đổi vẫn là bao nhiêu ạ? 135.000 free ship, 135.000 miễn phí ship, cộng một gói siêu đen đỏ cộng 10 kẹp bướm các bạn nhé. Đó là cái combo thứ hai mình muốn gửi đến các quý anh chị và các bạn để cảm ơn. Và cái loại combo thứ ba đó chính là phân tan chậm, mà loại phân trì của Nhật đấy ạ. Gói này là gói 200g, gói 200g với giá là 36.000 đồng. Phân này nếu các bạn mua một gói thì sẽ là 36.000 đồng, nhưng nếu các bạn mua 5 gói thì bên mình sẽ là miễn phí ship cho các bạn. Đó cũng là cái giá mà thông thường bên mình đã nêu ra. Nhưng trong riêng video hôm nay, các bạn mua 5 gói bên mình sẽ miễn phí ship, tặng thêm một gói siêu đen đỏ và tặng thêm cho các bạn là 20 cái kẹp bướm như thế này. 20 kẹp bướm như thế này các bạn nhé. Đó là cái combo thứ ba muốn gửi đến quý anh chị và các bạn. 5 gói phân tan chậm của Nhật sẽ được miễn phí ship và tặng thêm một gói siêu đen đỏ cùng 20 cái kẹp bướm các bạn nhé. Và cái sản phẩm tiếp theo bên mình muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn đó chính là những cái chậu nhựa như này để các bạn trồng lan. Những cái chậu nhựa như này sẽ có cái giá là bao nhiêu ạ? Đó là cái phi 20 các bạn nhé. Đó là phi 20. Khi mua 10 sản phẩm bên mình sẽ có giá là bao nhiêu ạ? 130.000 miễn phí ship, 130.000 miễn phí ship. Và chưa hết các bạn nhé, sẽ được tặng thêm một gói siêu đen đỏ để giúp các bạn kích hoa, và 10 cái kẹp bướm như thế này. 10 cái kẹp này để giúp các bạn trồng lan nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn có thể kẹp cố định cái cây lan này để cho cái cây lan nó chắc chắn hơn, phát triển nó tốt hơn. Cái sản phẩm tiếp theo nữa đó chính là những cái chậu có phi 25. Những chậu phi 25 này bên mình sẽ có giá là 150.000 bao cho 10 chậu, 150.000 cho 10 chậu và miễn phí ship cho các bạn nhé. 150.000 10 chậu miễn phí ship. Và bên cạnh đó mình cũng vẫn cứ tặng là một gói siêu đen đỏ cộng với 10 cái kẹp bướm như này. Cái mẫu chậu phi 25 này là cái mẫu chậu mà bên mình bán chạy nhất trên hiện nay, và có đây cũng là mẫu chậu bán chạy nhất trên thị trường luôn. Nó sẽ rất vừa phải để cho các anh chị trồng những chậu lan nó không quá nhỏ cũng không quá to, để cho các bạn có thể trồng những khóm lan và phối vào đây. Thì cái chậu này như là họ nói, mình sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn với cái giá là 150.000 bao ship cho 10 chậu, sẽ được tặng thêm một gói siêu đen đỏ và tặng thêm 10 cái kẹp bướm như thế này các bạn ha.
đó là cái mẫu chậu của bên mình, là mẫu chậu bí phi 25. Bên cạnh đó thì mình còn có những cái mẫu chậu sen. Những cái mẫu chậu sen này là những mẫu chậu sen phi 25. Mẫu chậu sen phi 25 này thì nó sẽ to hơn mẫu chậu sen phi 25 của mẫu bí một chút nhé, bởi vì cái mép chậu bên của chậu sen nó sẽ loe ra bên ngoài, còn mép chậu của chậu bí nó sẽ cúp vào trong. Và các bạn để ý mẫu chậu sen phi 25 nó có thêm những cái nan phụ như thế này này, nó sẽ giúp những cái giá thể của các bạn trồng nó không bị rơi ra ngoài. Cái mẫu chậu này bên mình sẽ có giá là 17.000 cho một chậu và 170.000 cho 10 chậu, mà 170.000 cho 10 chậu, và sẽ miễn phí ship cho các bạn và tặng thêm các bạn một gói siêu đen đỏ cùng với 10 cái kẹp bướm như những cái mẫu chậu khác. Đó, 170.000 cho 10 chậu tặng thêm một siêu đen đỏ cộng với những cái kẹp bướm như thế này. Thì video này sẽ những cái quà tặng này chỉ tri ân như đến gửi đến các bạn sẽ chỉ có tác dụng trong vòng 1 tuần kể từ khi mình đăng video các bạn nhé. Kể từ khi đăng video, 1 tuần kể từ khi đăng video. Bên cạnh đó, bên mình còn có những sản phẩm như là Super Canxi L3M thuốc kích rễ và LPK 20 đều, cũng như LPK 30 10 10 thì bên mình cũng có. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua những sản phẩm bên này cũng có thể nhắn tin riêng với mình. Tất cả cái chi tiết để mà đặt hàng, cái số điện thoại mình đã ghim ở màn hình của video, các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin với mình qua Zalo bởi số đó các bạn nhé. Và cũng để thay mời một cảm ơn tri ân, thì đằng sau các bạn đây đang có một những cái chậu lan hồ điệp mini. Những chậu này đã được thuần than, thuần vỏ thông và thuần than rồi các bạn nhé. Các bạn mang về có thể hoàn toàn có thể là chơi được luôn, không cần phải trồng lại. Và cũng có nhiều cây, nó đang có ba cái gồng hoa liền. Đây, như cái này là có ba gồng hoa, đây là tùy vào cây nhé, có cây thì hai gồng hoa, có cây thì ba gồng hoa. Thì những cái lan hồ điệp này thì mình sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn với cái giá là 110.000 đồng. Và nếu các bạn mua trong video ngày hôm nay, mình sẽ tặng thêm một gói siêu đen đỏ 110.000 đồng, và tặng thêm một gói siêu đen đỏ này và bao ship hoàn toàn nhé các bạn nhé. Đó là những cái cây lan hồ điệp mini được gửi đằng sau quý cô chú anh chị và các bạn. Vậy thì xin kết thúc cái video ở đây, và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.